Hello, xin chào anh em nha. Hôm nay mình quay trở lại đăng video cho anh em xem cho đỡ buồn ha. Cũng nhân dịp hôm nay mình chúc anh em sức khỏe và thành công nhé. Đây mình đang đứng ở tại cái mặt bằng ha. Mặt bằng này mình làm được 6 ngày, hôm nay là ngày thứ 6. Máy đằng sau nha. Mình sẽ quay cho các bác xem. Mặt bằng này là khá là rộng nhá, chiều dài khoảng tầm 80m và chiều rộng khoảng tầm 30m. Theo yêu cầu của chủ nhà là múc tất cả các đất ở trên mặt bằng này xuống ban bằng và dốc về phía ta ly. Còn một yêu cầu nữa đó là để lại đất mặt nhá, để lại đất mặt. Đất mặt thì sẽ phủ lên trên mặt một lớp khoảng tầm 70-80 phân. Đây các bác, mình để một cái đường, một đống đất ở giữa từ đầu bên kia sang đến đầu bên này. Và hôm nay mình đã làm gần xong rồi, thì nhớ đến anh em nên là quay cho anh em xem. Đây là trước mặt mình là cục đất này, hiện giờ là 5 giờ thiếu 10. Mình nghĩ mình tranh thủ quay cho anh em xem. Đây cái cục đây là cục đất mặt nhá. Đây ta ly đây các bác ạ. Ta ly cao khoảng tầm trên 4m. Đây mình vét cái mương vừa ta ly ha. Đây mình đang rải đất mặt ra. Tất cả các đất đế thì mình chuyển hết xuống bờ bên dưới kia rồi. Đây các bác ạ, đây là cái độ sâu của đất mặt này. Đây mặt bằng rất là rộng ha. Đó. Ở đây có bị vướng cái cột điện nha. Đây, vướng cái cột điện, vướng hai cái cột điện cho nên mình để lại khá là rộng. Đây các bác thấy không? Mình sẽ đi dưới cái đường mương này. Đây mình tấp cái đất mặt ra. Đó. Chắc được khoảng tầm 70 phân đất mặt. Còn phía ngoài kia thì đất mặt rất là sâu ha. Các bác thấy mặt bằng này chưa xong nhá, mình đang lấy cơ bản thôi, đang tấp cái đất mặt ra cơ bản để sáng ngày mai mình sẽ ban lại thêm một lần nữa bằng như cái đoạn này ha, như cái đoạn bên trong này này, mình lấy những cái đường chuẩn như thế này để mình căn đất. Đây, bên trong này mình ban là tương đối là ổn, sau đó tất cả các phần đất mình sẽ đẩy ra phía bên ngoài. Khi các bác nhìn này, nó cảm thấy cái độ dốc chưa? Cái độ dốc của cái mặt bằng bờ này so với cái đường từ trên xuống. Đó, nó tất cả đất ở trong mặt bằng này nó sẽ chạy hết về chân ta ly. Mình làm như vậy là để cái đất nó không có tuôn xuống cái bờ bên dưới nha. Hôm nay trời mưa, trời đang mưa rắc rắc nên là hơi tối một chút. Đây các bác, ở dưới này mình vẫn còn một miếng ít đất này. Sáng mai mình sẽ ban bằng lại. Đây các bác, mình sẽ ra cái bờ bên dưới. Wow, mưa càng lúc càng lớn này. Đây bờ dưới ha. Cái bờ này mình sẽ đi lại từ đầu này sang đầu kia để vuốt lại cho nó đẹp nhá. Tạm thời thì nó cũng không chưa được đẹp lắm cái khúc cuối kia vì mình chưa đủ đất. Đây này, ở dưới này là rẫy người ta nhá. Vừa tràn tới bờ ranh, làm ở những cái đất bên trên người ta cũng rất là nguy hiểm, mình không để ý là tràn ra là người ta la. Nhiều người ta bảo là ồ cái máy bé tí sao mà làm được cái mặt bằng lớn được, nhưng mà đây thưa anh em, mặt bằng này độ dài khoảng tầm 80m, chiều rộng khoảng tầm 30, góc kia 30, góc trong này có lẽ khoảng 35m. Vâng, mình vẫn làm và theo yêu cầu của chủ nhà. Giao kèo như thế nào mình làm như thế. Nếu mà cái này mà mình ban mặt bằng không, mà không để đất mặt rải lên trên thì có lẽ mình làm tầm trong vòng 4 ngày là xong các bác ạ. 8324. Vậy là hơn 2 sào rưỡi. Nếu mà không phải là ban mặt bằng đất mặt để lên trên để trồng hoa màu ha,
thì mình sẽ làm xong rất là sớm nha. Và mình lên trên này mình sẽ quay cho các bác xem một cái mặt bằng bên trên này mà hiện giờ người ta đã sử dụng. Đây là khá là dốc. Mưa các bác ạ. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Đây đây này. Bác chủ nhà trồng hoa được một nửa rồi ha. Còn kia là vừa mới xuống giống. Mưa quá mình không có ra quay được. Rồi mình sẽ hạ cái ống kính xuống để các bác kiểm tra cái mặt bằng mình làm nhé. Đó. Mặt bằng không lồi lõm nha các bác. Mặt bằng này cũng rất là rộng, chiều dài 80 m, chiều rộng khoảng tầm 25 m, không bằng cái mặt dưới. Nhưng mà các bác nhìn thấy cái độ bằng đó, các bác nhìn thấy cái độ bằng này. Đấy, mình làm như thế ha. Cái này mình nhận khoán nhưng mà làm bảo đảm chủ nhà không có điều gì để mà chỉnh sửa cả. Đây, trên nhìn xuống rất là đẹp các bác ạ. Đây này nhá. Đó, đây có cột điện kia. Các bác thấy thế nào? Đấy, mình làm mặt bằng như thế này. Mưa mưa nhưng mà cảm ơn chủ nhà đã tin tưởng để giao cho mình làm những cái công việc để có thu nhập trong mùa mưa này ha. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi nha. Video mình đến đây kết thúc. Mình xin chúc các bác xem video sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Chào các bác nha.